Chào bạn, ở bài hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Yellow Pencil, một công cụ giúp bạn tùy chỉnh website theo ý muốn một cách trực quan nhất. Để vào giao diện tùy chỉnh bằng Yellow Pencil, bạn thực hiện như sau. Trên giao diện quản trị, bạn click vào Thiết kế trên thanh công cụ bên trái màn hình. Tiếp theo, bạn chọn vào Phong cách. Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh tất cả các mục trên website của bạn một cách trực quan nhất. Bạn có thể chọn chỉ chỉnh sửa trang chủ hoặc sửa toàn bộ các trang chuyên mục. Một lưu ý quan trọng là bạn không nên quá lạm dụng công cụ này, bạn chỉ nên thay đổi về màu sắc, kiểu chữ, không nên thay đổi kích thước hoặc vị trí của các khối, bởi hành động này có thể khiến bố cục và cấu trúc website của bạn bị hỏng. Để chỉnh sửa bất kỳ phần nào, bạn click chuột vào phần đó. Lúc này sẽ hiển thị ra một khung để bạn có thể tùy chỉnh. Phần text cho phép bạn chỉnh sửa những thứ liên quan đến phông chữ, kích thước hay màu sắc và khoảng cách giữa các chữ. Phần background cho phép bạn chỉnh sửa nền của đối tượng mà bạn đang chọn. Bạn có thể chọn màu hoặc đó có thể là một bức ảnh. Phần mark in cho phép bạn thay đổi vị trí của đối tượng so với lề trái lề phải trên hoặc dưới phần border và border radius cho phép bạn bo viền các mục mà bạn đang chọn bạn có thể chọn kích thước của viền màu sắc viền phần position bạn có thể thay đổi vị trí của phần bạn đang chọn Phần size bạn có thể thay đổi kích thước của đối tượng mà bạn đang chọn. Phần animation Phần này cho phép bạn tạo các hiệu ứng chuyển động cho đối tượng mà bạn đang chọn. Phần filter cho phép bạn chỉnh sửa độ nhòe màu sắc hoặc độ sáng của phần mà bạn đang chọn. Phần xa shadow cho phép bạn tạo hiệu ứng đổ bóng cho đối tượng. Cuối cùng là phần extra. Bạn có thể chỉnh độ mờ của đối tượng. Khi bạn đã ưng ý với những thay đổi của mình, bạn có thể click vào nút Save để lưu lại. Hoặc click vào nút Reset nếu bạn muốn trở về như lúc bạn chưa sửa. Một lưu ý nữa, mọi thay đổi bằng việc sử dụng Yellow Pencil đều được lưu lại tại phần cs Exit. Do đó nếu bạn xóa toàn bộ những dòng code ở đây, mọi thay đổi bằng Yellow Pencil sẽ được loại bỏ. Bạn hãy tiếp tục theo dõi các bài hướng dẫn khác để tự mình làm chủ được hệ thống iGroup Block. Chúc bạn thành công!